Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Mọi sự hư hỏng của cán bộ đều có nguyên nhân sâu xa từ đạo đức. Rộng đường cho văn hóa từ chức. Diễn biến mới vụ sai phạm liên quan kit test Việt Á tại Cần Thơ. Cần bài thuốc đặc hiệu với dịch bệnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Mọi sự hư hỏng của cán bộ đều có nguyên nhân sâu xa từ đạo đức. Quý vị thân mến, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với một ủy viên Trung ương và thống nhất để ban nhân sự khác thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các quy định này đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Trước đó, báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại phiên họp 22 tháng 8 2022 cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, từ việc nhiều cán bộ bị kỷ luật thời gian qua cần rút ra nhiều bài học, trong đó có việc siết chặt công tác giáo dục nhận thức gắn với kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Ở Hội nghị Trung ương 6, điều dư luận trong Đảng và ngoài xã hội đặc biệt quan tâm đó là bài phát biểu của Tổng Bí thư và thông báo về tổ chức cán bộ. Có ủy viên Trung ương đương nhiệm giữ trọng trách lớn của một tỉnh đã bị khai trừ khỏi Đảng, thậm chí có người còn bị xử lý hình sự. Và cho đến nay, 7 ủy viên Trung ương đương nhiệm, từ các bí thư tỉnh ủy đến các trọng trách lãnh đạo, các cơ quan thuộc diện quản lý của Trung ương đã bị kỷ luật, thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương. Nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta phải thấy đây là một điểm nhức nhối về vấn đề cán bộ. Bên cạnh những nhân tố tích cực tiến bộ thì vẫn còn nhiều người có trọng trách, thẩm quyền nhưng mắc khuyết điểm, sai lầm nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng, thậm chí đưa ra xét xử hình sự. Thực tế này cho thấy cuộc đấu tranh trong Đảng, trong xã hội, giữa cái tốt và cái xấu, giữa mặt tích cực và mặt suy thoái biến chất vẫn còn gay gắt, căng thẳng. Nó cũng bộc lộ rõ mặt trái của nền kinh tế thị trường đã dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đặc biệt là đạo đức của một số cán bộ. Xin nhấn mạnh rằng, mọi sai lầm, khuyết điểm, mọi sự hư hỏng của cán bộ đều có nguyên nhân sâu xa từ vấn đề đạo đức. Thực tế này cũng có phản ánh vấn đề suy thoái đạo đức trong Đảng, trong xã hội cần được tiếp tục ngăn chặn. Từ việc kỷ luật cán bộ thời gian qua cũng phản ánh sự quyết liệt, nhất quán của Đảng ta là kiên quyết xử lý sai phạm để giữ cho được lòng tin của nhân dân, giữ cho được bản chất trong sạch của chế độ. Những thông tin kỷ luật cán bộ như vậy cho chúng ta thấy rõ Đảng vẫn quyết tâm đi theo con đường xây dựng gắn liền với chỉnh đốn Đảng, mà lúc này chỉnh đốn tổ chức, chỉnh đốn cán bộ, chỉnh đốn tư tưởng, hành động là điều hết sức quan trọng. Điều đó nói lên sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng không đơn giản, gặp nhiều khó khăn trở ngại, càng phải quyết liệt để đưa sự nghiệp này đến đích cuối cùng là Đảng thật trong sạch, vững mạnh để xứng đáng là Đảng lãnh đạo cầm quyền. Qua đây chúng ta cũng rút ra nhiều bài học. Bài học thứ nhất là về bản lĩnh chính trị. Trong điều kiện phát triển phức tạp khó khăn như thế này mà không giữ vững bản lĩnh chính trị thì rất dễ nghiêng ngả, trong đó có cả niềm tin. Bài học thứ hai là thường xuyên rèn luyện, học đạo đức. Bác Hồ đã nói, đức là gốc, là hàng đầu, sau đó mới đến cần, kiệm, liêm chính. Tất cả những trường hợp bị kỷ luật vừa rồi đều rơi vào những vi phạm về đạo đức, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, nhất là những vụ tham nhũng tiêu cực vừa qua. Chúng ta phải siết chặt công tác giáo dục gắn với kiểm tra, giáo dục nhận thức, nêu những tấm gương tiến bộ để thúc đẩy cũng rất quan trọng nhưng chưa đủ. Cái chính yếu là phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để những người nào đã chót có vết thì phải biết hối hận, tự sửa chữa. Tuy nhiên có những trường hợp quá muộn, không còn cơ hội sửa chữa thì buộc kỷ luật mức cao nhất. Những hạn chế khiếm khuyết về kiểm soát quyền lực trong tổ chức bộ máy và trong từng con người là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến những vi phạm, hư hỏng như vừa qua. Nhưng theo tôi, cùng với nguyên nhân đó còn có một loạt nguyên nhân khác cần phải nhận diện. Trong đó có tình trạng suy thoái về đạo đức. Con người không có đạo đức, không gương mẫu, nhất là không nói đi đôi với làm sẽ khiến họ trượt dài trong suy thoái đạo đức. Đó cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng hư hỏng của cán bộ như vừa qua. Tại sao trong những bài phát biểu gần đây của Tổng Bí thư đều nhắc tới việc giáo dục sự liêm sỉ, giáo dục danh dự, biết sợ hãi khi mình và những người liên quan làm điều bất minh, bất chính? Khi con người đã không có lòng tự trọng, không có sự liêm sỉ trong mỗi hành động, thì dù có kiểm soát đến mấy thì họ cũng có thể mắc vi phạm.
tự hư hỏng và rơi vào suy thoái biến chất. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đặc biệt chú trọng vấn đề phẩm chất đạo đức thì mới có một đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, nhất là có được cái nhìn thiện cảm, ủng hộ, tin cậy từ quần chúng nhân dân. Nói đến thể chế là nói đến khuôn khổ của pháp luật, nhất là Đảng ta đang bàn thảo về các việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới thì vấn đề pháp luật là rất quan trọng. Pháp luật là tối thượng, trong nhà nước pháp quyền phải thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật và dùng pháp luật để tự kiểm tra, kiểm soát. Người nào vượt khỏi hành lang pháp luật là mắc sai phạm. Tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ thế nào, pháp luật sẽ trừng trị, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Trở lại với câu nói của bác, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất chính, bất kể người đó là ai, làm cương vị gì, do đó phải kiểm soát quyền lực, thực hiện cho được việc nhốt quyền lực trong lồng cơ chế là cần thiết và đúng đắn. Muốn vậy, làm sao đồng bộ hóa tất cả đạo luật, tức là có hệ thống đạo luật đủ và mạnh để thực thi, mà gốc là hiến pháp, trong đảng là điều lệ, kèm theo đó là hệ thống các chế tài, biện pháp mạnh, xử lý nghiêm khắc không thể nương nhẹ. Chưa kể, việc phải phát động dư luận xã hội mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong tiếng nói, phê phán thì mới dẫn đến áp lực cho những sai trái, bất minh phải giảm đi. Dùng những nguyên tắc của đảng và vận dụng sức mạnh, hiệu lực của pháp luật để giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên, kiểm soát đội ngũ có trọng trách. Gắn liền với đó là tăng cường thực hành dân chủ trong xã hội để ngăn chặn tiêu cực, sai phạm. Rộng đường cho văn hóa từ chức. Thưa quý vị, nói về văn hóa từ chức, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại câu chuyện về ông Trần Minh Tuấn là người đầu tiên trong Bộ khi phát biểu nhậm chức, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số cam kết nếu không làm được sẽ tự nguyện từ chức, nhường cho người khác làm. Nghe giọng anh đọc thì tôi biết đây là sự chân thành của anh. Sự nghiệp của một tổ chức không bao giờ là của một cá nhân. Mình không làm được thì hãy để người khác làm. Có thể mình sẽ nhận một việc khác mà mình sẽ làm tốt hơn. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn đây sẽ là văn hóa của Bộ Thông tin và Truyền thông. Lâu nay, việc cán bộ khi có yếu kém, khuyết điểm tự nguyện xin từ chức ở nước ta rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong khi ở nhiều nước có khi chỉ một cây cầu sập, một sự cố chưa lớn thì những người có trách nhiệm từ chức là chuyện cơm bữa. Khi đảng chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội, trong đảng, người dân hy vọng việc cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, yếu kém hay sự cố không phải do yếu tố khách quan trở thành văn hóa để người tài có cửa thi thố. Nhưng cũng chưa có trường hợp nào bị phiếu tín nhiệm thấp xin từ chức. Thực hiện văn hóa từ chức cũng chính là việc trọng dụng tài năng. Một cán bộ có tài có đức chắc chắn đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách sẽ không ngừng phát triển. Không thể nói là tài năng khi đơn vị mình phụ trách xảy ra nhiều sai sót, cán bộ không thạo việc, kinh tế không phát triển, ngân sách xin trung ương năm sau lại cao hơn năm trước. Thấy được sự cấp thiết đó, Ban Tổ chức Trung ương qua nghiên cứu thực tiễn với trách nhiệm trước dân, trước đảng đã có tờ trình số 02 TTCTW ngày 10 tháng 8, 2022 để Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến. Và mới đây ngày 8 tháng 9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành thông báo số 20 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Văn bản này nêu rõ, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Kết luận của Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh đến việc tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng và chế độ. Đó cũng chính là tính nhân văn của công tác cán bộ, đảng phải đặt nhiệm vụ vì dân lên trước. Yếu kém mà để làm cán bộ thì chỉ có thể làm hại cho dân, cho nước. Cái mới của kết luận này chính là tính cụ thể, đã qua thời hô hào để tự nguyện. Nó là khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức, nhưng không chỉ dừng lại ở tự nguyện. Cái cụ thể mang tính khoa học là ở chỗ, nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét miễn nhiệm theo quy định. Trong các khóa gần đây, nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương tại chức bị kỷ luật, cách hết chức vụ hay vướng vào vòng lao lý là những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên cũng có nhiều người tại chức bị kỷ luật cảnh cáo hay khiển trách nhưng chưa ai tự nguyện từ chức. Những người đó như trưởng ban tổ chức Trung ương nói đã bị kỷ luật, không còn uy tín thì nói ai nghe. Trường hợp các ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang có đơn xin thôi. Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 đã đồng ý cho các ông thôi, ủy viên Trung ương Đảng. Đây là việc làm nhanh chóng được dư luận hết sức đồng tình. Nó thể hiện sự nghiêm túc, nghiêm minh trong việc thực hiện kết luận Bộ Chính trị mới ban hành.
Đảng thấy rõ, để thực hiện được đường lối chủ trương của mình với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trước hết phải từ công tác cán bộ. Những quy định trên là yếu tố cốt lõi làm cho công tác cán bộ tốt hơn, sàng lọc để tìm ra đội ngũ cán bộ giỏi, vì dân, vì nước.